Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên tiếng quyết định người lên kế nhiệm vị trí. Kính thưa quý vị, Bác Trọng đã quyết định về việc kế nhiệm vị trí Tổng Bí thư trong bối cảnh sức khỏe không còn như trước. Ông cùng Bộ Chính trị đang nhanh chóng lên kế hoạch để tìm người thích hợp có thể tiếp tục trọng trách này. Việc ngồi vào vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng đòi hỏi những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm. Các ứng viên phải có trình độ đại học, ngoại ngữ và tin học, cũng như kinh nghiệm lãnh đạo, chứng minh trong thực tiễn chính trị. Điều quan trọng nhất là sự trung thành tuyệt đối với Đảng và dân tộc. Cụ thể đối với ủy viên Trung ương, người đảm nhận vị trí cần phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, đặc biệt là có khả năng tổ chức và thực hiện các chiến lược phát triển quốc gia. Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là ủy viên chính thức và đã từng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo tại các vị trí chủ chốt như Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc trưởng các ban bộ ngành trung ương. Đối với những ủy viên Bộ Chính trị từng công tác trong quân đội, cần có kinh nghiệm chủ trì cấp quân khu. Quy định mới của Ban Bí thư chỉ yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ thay vì xuất sắc. Đồng thời, người kế nhiệm chức danh Tổng Bí thư cần phải có uy tín cao trong Đảng và xã hội, kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và có khả năng lãnh đạo đáng tin cậy trong mọi tình huống khó khăn. Để có thể nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư, Bác Trọng đã có những suy nghĩ chân thành về vấn đề này vào ngày 13 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Trung ương Đảng. Phiên họp đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tiểu ban nhân sự của Đại hội 14 đã diễn ra. Ông đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội tới, với nhận thức rằng cán bộ đóng vai trò quyết định trong mọi hoạt động của Đảng, từ xây dựng lãnh đạo đến thành bại của cách mạng. Bác Hồ đã từng khẳng định cán bộ là cốt lõi của mọi công việc, và việc huấn luyện cán bộ là mệnh lệnh của Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo. Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, yêu cầu phải thật sự vững vàng với đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và uy tín cao để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp liên quan đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Đội ngũ cán bộ của nước ta được đào tạo từ tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, sống giản dị, là gương mẫu trong ý thức tổ chức và kỷ luật, luôn rèn luyện nâng cao năng lực. Họ là những người sáng tạo, thích ứng với xu hướng hội nhập quốc tế và luôn tuân thủ nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hầu hết các cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang được trải qua thử thách trong thực tiễn, trung thành với Đảng, sẵn sàng đấu tranh vì Tổ quốc và nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ cán bộ của chúng ta vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, như thiếu sự liên kết giữa các cấp ngành, thiếu đủ tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ và cán bộ dân tộc thiểu số. Đồng thời cũng còn thiếu những nhân tài lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương. Một trong số họ đã bị xử lý hình sự vì chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, thậm chí cả tội phạm. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và gia đình mà không để ý đến danh dự, cam kết với sự nghiệp quan trọng như cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần cải thiện đội ngũ cán bộ để nâng cao niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng. Bác Trọng đã đánh giá rằng hiện tại có 3 ứng viên sáng giá cho vị Tổng Bí thư, trong đó Đại tướng Tô Lâm là một trong số đó, đã có những đóng góp lớn cho sự phát triển của Đảng và đất nước. Trong nỗ lực ngoại giao, ngày 11 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thủ đô Viêng Chăn của Lào, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đã đến sân bay đón chào Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tại sân bay, cộng đồng Việt Nam tại Lào, các học sinh Việt Nam và người dân Lào đã mang cờ quốc kỳ của hai nước đến chào đón Chủ tịch nước và đoàn. Trong thời gian thăm Lào, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham gia các hoạt động quan trọng như lễ đón chính thức và hội đàm với các lãnh đạo cao cấp của Lào, ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước và thăm các đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Lào.
Chuyến thăm Lào và Campuchia trong chuyến công tác đầu tiên này của Chủ tịch nước mang ý nghĩa lớn, thể hiện cam kết của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị với Lào, cũng như quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Chuyến thăm của nhân dân cách mạng Lào và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia sẽ đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Mối quan hệ này được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác có lợi và tôn trọng lợi ích chung. Đây là một nỗ lực cùng nhau gia tăng sự đoàn kết chiến lược và làm sâu sắc hơn quan hệ với hai nước, đồng thời củng cố hợp tác với khối ASEAN. Ngoài Đại tướng Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là một ứng cử viên rất đáng chú ý. Ông là một nhà lãnh đạo xuất sắc, đã đưa nền kinh tế Việt Nam vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Sự thành công này rõ ràng được thể hiện trong cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vào ngày 10 tháng 7 năm 2024, nơi ông chủ trì phiên họp để sơ kết đề án 06 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm. Các nỗ lực của Thủ tướng và các cơ quan đã mang lại những kết quả đáng kể, góp phần hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, làm nổi bật sự chỉ đạo mạnh mẽ và quyết tâm cao từ cấp trung ương đến cơ sở. Cơ chế chính sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 trong 6 tháng qua. Chính phủ đã ban hành 8 nghị định và các cơ quan ngành 10 thông tư, đơn giản hóa tổng cộng 828 thủ tục hành chính. Các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ thông tin, đặc biệt là ICT, tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Doanh thu từ ICT đã đạt hơn 1,9 triệu tỷ đồng, xuất khẩu sản phẩm số đạt 64,8 tỷ đô la Mỹ. Ngành y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử hỗ trợ hơn 1 triệu người chính sách và 1,8 triệu người nhận lương hưu qua tài khoản công tác. Năm 2023, tổng doanh thu là 97.000 tỷ đồng và trong 6 tháng đầu năm 2024 là hơn 50.000 tỷ đồng. Hạ tầng số và các nền tảng số đang được đầu tư và phát triển mạnh mẽ. Trung tâm dữ liệu lớn đã được khánh thành và hoạt động, bao gồm Trung tâm dữ liệu quốc gia triển khai ở 100% xã, phường, thị trấn. Kết nối mạng dữ liệu chính phủ đã loại bỏ 256 điểm yếu và sóng điện. Cơ sở dữ liệu quốc gia đang phát triển, kết nối và chia sẻ dữ liệu hiệu quả. Hơn 86 triệu công dân đã có mã số định danh cá nhân và hơn 75,7 triệu tài khoản VNID đã được triển khai tích cực, cung cấp nhiều tiện ích số cho người dân và doanh nghiệp như cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNID đã thử nghiệm thành công. Cổng dịch vụ công quốc gia đã nhận được 16,4 triệu tài khoản và 51,6 triệu hồ sơ, triển khai 43 dịch vụ công thiết yếu của đề án số 06, tiết kiệm cho nhà nước hơn 3.500 tỷ đồng mỗi năm. Thủ tướng nhấn mạnh rằng, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng không thể thiếu và yêu cầu chiến lược quan trọng. Công tác chỉ đạo đã kết hợp chặt chẽ thực tiễn, mang lại hiệu quả và sự đồng bộ từ trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều hạn chế như nhiệm vụ chậm tiến độ, thiếu đồng bộ trong pháp lý và cơ chế chính sách. Hạ tầng số và dữ liệu số cũng cần được khắc phục tình trạng chia cắt thông tin và cải thiện khả năng kết nối chia sẻ thông tin. Thủ tướng nhấn mạnh rằng trong chuyển đổi số, yếu tố nhân lực, đặc biệt là nhân lực có trình độ cao và các ngành nghề kinh tế mới nổi là vô cùng quan trọng. Việc chỉ đạo phải quyết tâm, hành động quyết liệt, tập trung vào các ưu tiên, thời gian và kết quả rõ ràng để dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc phải xây dựng và hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách, đồng thời tăng cường truyền thông chính sách để củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, luôn lắng nghe và hành động thật để mọi người hiểu được hưởng thụ và cách thành quả từ chuyển đổi số. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân lực, đặc biệt là những người có phẩm chất đạo đức rõ ràng và năng lực lãnh đạo trong chuẩn bị công tác nhân sự. Ông quán triệt việc bảo đảm đúng quy trình, lựa chọn người phù hợp để không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn vào các vị trí chủ chốt. Ông cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác tổ chức và chính sách nhân sự, đảm bảo sự đoàn kết và thống nhất trong nội bộ Đảng. Đừng quên nhấn like và chia sẻ, đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Lò đã nóng thì củi tươi cũng phải cháy, không dung túng cho kẻ lợi dụng quyền lực. Kính thưa quý vị, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố khẩn cấp 3 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường do sai phạm liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị khán thính giả, trong những năm qua,
Các sai phạm trong lĩnh vực đất đai đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, lãng phí lớn tài sản nhà nước, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đặc biệt là cuộc chiến chống giặc nội xâm đã mang lại những kết quả tốt đẹp. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố 3 bị can là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai vì sai phạm trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án Vành đai 4. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý các sai phạm này để đảm bảo tiến độ và công bằng trong thực hiện dự án. Ngày 14 tháng 5, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4. Tại thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Lê Quang Điệp, Lê Xuân Nghĩa và Phạm Thái Sơn, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Oai do sai phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện công an đang mở rộng điều tra theo Điều 230 Bộ Luật Hình sự và đã tham mưu với các đơn vị liên quan để ngăn chặn vi phạm luật dự án Vành đai 4 khi hoàn thành, cùng với 10 cán bộ công an tại thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật và tước danh hiệu công an nhân dân. Ngành công an đang quyết liệt chống tham nhũng ngay trong nội bộ, không bỏ sót tội phạm và không làm oan người vô tội, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong 10 năm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 10 cán bộ, chiến sĩ liên quan đến tham nhũng. Các trường hợp này bao gồm Đại úy Bùi Tiến Hát và Thượng úy Phan Thanh Hát bị cảnh cáo vì yêu cầu người nhà của đối tượng ma túy đưa tiền. Thượng úy Trần Văn Hát bị giáng cấp vì nhận tiền từ đối tượng ma túy. Đại úy Lê Thanh Quy bị giáng cấp vì nhận tiền và tài sản liên quan đến công việc. Thượng úy Nguyễn Minh Tê, từng là cảnh sát khu vực tại Công an phường Hòa Thạnh, đã bị kỷ luật và tước danh hiệu Công an nhân dân vì nhận hối lộ. Ông Đinh Xuân Tê, đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Bình Chánh, bị tước danh hiệu và khởi tố vì giả mạo trong công tác. Ông Kiều Trần C, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Hóc Môn, bị tước danh hiệu và khởi tố về tội tham mô tài sản. Ông Huỳnh Văn S, điều tra viên đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân, bị tước danh hiệu và đang bị điều tra sai phạm. Đại úy Dương Thái B, đội cảnh sát hình sự Công an quận S, bị tước danh hiệu do nhận tiền để bỏ qua sai phạm. Thượng úy Nguyễn Hữu C, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Đức, bị tước danh hiệu vì chiếm đoạt tài sản của đối tượng. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều vụ vi phạm tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã được chuyển cho cơ quan điều tra. Công an huyện Hóc Môn phát hiện nhân viên trật tự đô thị xã Xuân Thới Đông nhận hối lộ 3 triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm. Công an quận Gò Vấp đang điều tra vụ cán bộ phường vi phạm và công an quận 1 khởi tố vụ nhận hối lộ tại vỉa hè, công viên 23 tháng 9 phường Phạm Ngũ Lão. Những thành quả trong công tác phòng chống tham nhũng cho thấy sự đoàn kết và quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân khẳng định tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong việc thực hiện các quyết sách của đảng. Nóng, bắt khẩn cấp Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Quý vị thân mến, từ khi thành lập vào tháng 2 năm 2013, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu đã đạt được những kết quả đột phá và quan trọng, góp phần kiềm chế tham nhũng và giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội. Ngày 25 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương vì chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở của ông Yên. Vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, ngày 19 tháng 6, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã họp tại trụ sở Trung ương Đảng để xem xét kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm dựa trên đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát hiện đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng gồm thiếu thu dưỡng, vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, kê khai tài sản thu nhập, hôn nhân và gia đình, gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cơ quan. Ông Yên đã bị thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đang chịu xét xử theo pháp luật. 7 người tại công ty Aptis Việt Nam gồm Nguyễn Quang Huy, cựu Tổng Giám đốc, Phạm Cao Khiêm, cựu Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Ngọc Bích, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên
và Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, đều bị truy tố với các tội danh liên quan đến rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên. Các bị can gồm Nguyễn Văn Vịnh và Doãn Văn Hưởng cùng nhóm cán bộ cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai được cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để cấp phép khai thác đất không phù hợp với quy định pháp luật, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng xấu đến quản lý tài nguyên khoáng sản. Tại tỉnh Lào Cai, các bị can đã ký các văn bản và giấy tờ không đúng quy định pháp luật, cho phép công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép quặng apatit tại khai trường 18, thôn 2, xã Đồng Tuyển. Nguyễn Văn Vịnh, người từng là bí thư tỉnh ủy Lào Cai, đã nhận 5 tỷ đồng quà Tết từ một chủ tịch xã ở Phú Quốc để làm ngơ trước các sai phạm phân lô bán nền đất, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho người dân. Các đối tượng liên quan đã bị cơ quan công an khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Các văn phòng đã được lập phi bằng tại thành phố Phú Quốc nhằm thu lợi bất chính trong quá trình phân lô bán đất cho khách hàng. Các đối tượng sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất suối và đất rừng đặc dụng do nhà nước và vườn quốc gia Phú Quốc quản lý để phân lô bán nền cho khách hàng. Mặc dù không có quyền sở hữu hợp pháp, họ cũng đã ký công chứng chuyển nhượng đất cho người khác, thậm chí lấn chiếm bất công để bán nền, gây ra thiệt hại lớn hàng trăm tỷ đồng. Cục An ninh Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 người, trong đó có Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Trần Duy Đông, về tội nhận hối lộ liên quan đến việc cấp phép cho công ty Xuyên Việt Oil trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Ông Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước tháng 9 năm 2023, đối mặt với vấn đề hai lãnh đạo của Xuyên Việt Oil bị bắt giam. Báo chí đặt nhiều câu hỏi về sự hợp lệ của giấy phép cho công ty này. Trước đó, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương vẫn giữ vị trí, trong khi ông Trần Duy Đông chuyển sang làm Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu. Văn bản phản hồi xác nhận rằng Xuyên Việt Oil được cấp phép đầy đủ theo quy định, có hệ thống 49 đại lý, trong đó 17 đại lý do công ty mẹ trực tiếp ký hợp đồng và 32 đại lý thuộc công ty con Đại Đồng Xuân. Tuy nhiên, báo chí đã nêu ý kiến về việc công ty này đã lách luật để duy trì hệ thống đại lý sau khi bị tạm thu giấy phép kinh doanh. Xuyên Việt Oil góp vốn trên 50% vào công ty Đại Đồng Xuân ngay trong ngày Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Hai công ty này đã hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà chưa thực hiện bất kỳ quyền nghĩa vụ nào. Đoàn thanh tra Bộ Công Thương đã kiến nghị chỉnh chấn các sai sót trong thẩm định cấp phép kinh doanh dầu và kiểm tra giám sát việc duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu. Hiện tại, ông Đông vẫn giữ vị trí vụ trưởng vụ thị trường trong nước. Tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 4 người để điều tra hành vi đưa và nhận hối lộ. Trong số đó, bị can Vũ Trung Thành, giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân, Nguyễn Văn Thắng, phó giám đốc công ty Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội, Đồng Xuân Dũng, lao động tự do, đều bị bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. Xuyên Việt Oil và Hải Hà Petro cùng nhiều đại lý xăng dầu khác đang phải đối mặt với áp lực từ ngân hàng với nhiều tài sản bị giao bán đấu giá để thanh toán nợ, bao gồm cả cây xăng trị giá gần 100 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt gần 677 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, tương đương với số dư nợ của 1.284 khoản vay. Bất chấp yêu cầu bồi hoàn toàn bộ số tiền, số lượng lớn khoản vay này đã không được thực hiện theo quy định. Bị cáo Lan đã sử dụng các bị cáo khác để thực hiện các hành vi sai phạm, trong đó chủ tọa Phạm Lương Toàn đã đưa ra nhận định rằng thực chất của các khoản vay này không phải là một hợp đồng vay mà là phương thức để bị cáo Lan rút tiền từ SCB. Vì vậy, tòa chỉ yêu cầu bị cáo Lan bồi hoàn toàn bộ số tiền dư lợi. 1.284 khoản vay được xác định chiếm đoạt gây thiệt hại 677 tỷ đồng cho SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình và phải nộp án phí dân sự sơ thẩm gần 674 tỷ đồng. Các bị cáo khác như Nguyễn Cao Chí, Dương Tấn, Nguyễn Thanh Tùng cũng bị áp đặt án phí dân sự theo quy định. Đây là một trong những vụ án có số tiền án phí lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Hội đồng xét xử cũng đề nghị mức án chung thân đối với Đinh Văn Thành và xử lý vắng mặt đối với Võ Tấn Hoàng Văn và Bùi Anh Dũng về các tội thao túng tài sản và vi phạm quy định ngân hàng. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, dựa trên lời khai và chứng cứ điện tử, đã được xác định là người chỉ đạo bởi bị cáo Trương Mỹ Lan để đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Bị cáo Nhàn đã bị tuyên án chung thân về tội nhận hối lộ cùng với 16 bị cáo khác trong vụ án lợi dụng chức vụ
Các bị cáo này đã nhận tiền từ Trương Mỹ Lan với số tiền thấp nhất là 20 triệu đồng và cao nhất là gần 10 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã áp dụng hình phạt 3 năm treo đến 20 năm treo đối với các bị cáo và kêu gọi thu hồi và trả lại số tiền này cho SCB để giảm bớt hậu quả của vụ án. Sống dưới ánh sáng của hiến pháp, mọi cán bộ nhân dân đều có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp, không ai được phép đặt mình trên pháp luật hay bỏ qua pháp luật. Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này là biểu thị cao nhất về sự thống trị pháp lý của một quốc gia hợp pháp, thể hiện trong tư tưởng hiến pháp mà Chủ tịch đã thông qua. Qua đó quyền của công dân được bảo vệ và chủ quyền của quốc gia được đảm bảo. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh Ghé Qua Mỗi Ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!